Tiếp theo sau đây là một hình ảnh vô cùng kinh hoàng và khốc liệt, khủng khiếp. Cha trời Thượng Đế Toàn Năng đã cho tỏ hiện ra trên mây vào ngày đầu năm 1 tháng 1 năm 2011. Đây là hình ảnh cảnh báo về việc tsunami, động đất, sóng thần, nước biển sẽ dâng tới mây và sẽ nhấn chìm một số quốc gia trên quả địa cầu. Ngày đó là ngày mà Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng sẽ nắn quả địa cầu lại, cũng như Ngài đã từng làm trong quá khứ. Ở đây chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy hình ảnh nước Nga trên này và có quỷ Satan, và đây là Tàu Cộng mặt mũi đến đây, quỷ Satan đây, và Bắc Hàn, Nam Hàn, đây là Nhật Bản, đây là Phi, Malaysia cũng có quỷ ở dưới này đang chuẩn bị tấn công. Quỷ đang nuốt Tàu Cộng, quỷ đang nuốt Nga Xô, và phía trên này là hướng Đông Bắc Á Châu, đây là hướng Tàu Cộng và Việt Cộng ở hướng này. Và trong tương lai, bọn Tàu Cộng và Việt Cộng phải sám hối gấp, bởi vì nếu chúng không sám hối thì chúng sẽ bị người dân ở tại trong đất nước của họ nổi dậy và sẽ bầm chúng ra. Và linh hồn chúng sau khi chết sẽ bị bọn quỷ Satan này nuốt chửng hàng ngàn năm, kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt, đau khổ, ghê rợn, bẩn thỉu, dơ dái, kinh hoàng. Và linh hồn bị lửa nóng nhiều ngàn độ thiêu đốt nhiều ngàn năm. Hình ảnh này cảnh báo cho tất cả các quốc gia trên thế giới, chứ không nói riêng gì ở tại Đông Nam Á. Trong những ngày tháng năm sắp tới, chỉ có những đất nước và dân tộc nào thật sự sám hối thì mới được cứu rỗi. Bằng ngược lại, sẽ bị nhẫn chìm xuống đáy biển và sẽ bị quỷ Satan nuốt chửng. Và đây là hình chúng tôi làm màu đậm hơn để cho đồng bào bá tánh nhận diện chi tiết rõ ràng hơn. Và đây là hình màu gốc, chụp như thế nào, in ra như thế. Nhân loại hãy coi mà học hỏi. Tất cả những ai biết nhiều thứ tiếng hãy dịch ra cho nhân loại được biết gấp. Rất rõ ràng. Đồng bào thấy đây là hình ảnh quỷ Satan hiện ra rất rõ ràng. Đây là hình màu gốc, chụp như thế nào, in ra như thế. Và đây là hình ảnh tsunami, nước biển sẽ dâng tới mây trong những ngày tháng năm sắp tới. Lúc đó sẽ có hàng tỷ người thiệt mạng. Và những đất nước nào, những dân tộc nào không thực sự sám hối thì chắc chắn sẽ bị nhận chìm xuống đáy biển. Đồng bào thấy mắt, và đây là đầu, và đây là đầu, đây là mắt, đây là mặt của quỷ Satan, mũi, miệng, mắt chúng đây. Dưới này cũng có quỷ nữa nè. Đây là Tàu Cộng, Trung Cộng đây, bọn Trung Cộng đây. Đây là Nga Xô, dưới này là Bắc Hàn, Nam Hàn, và đây là Nhật Bản. Đây là Malaysia, Phi, nước Phi, và bên đây là miền Nam Á Châu. Đây là miền Bắc Á Châu, Đông Bắc, lên Nam Á Châu. Rất rõ ràng đây là hình ảnh màu gốc. Mà thấy quỷ hiện ra chưa? Và đây là hình chúng tôi làm màu đậm hơn. Và ghi chú rất rõ ràng: sám hối gấp, be with Jesus and be happy, or Satan will get you. Remember that. Hình ảnh này hiện ra vào đầu năm 1 tháng 1 năm 2011. Tất cả những hình ảnh này đã được cầu chứng tại Hàn Lâm Viện Thế Giới tại Washington DC, US Congress Public Library. Sau đây thì quý vị Tàu Cộng, Việt Cộng và Trung Cộng cũng như là Nga Xô, hay là bất cứ những quốc gia nào đã và đang khinh thường dân tộc và đất nước chúng tôi,
cũng như đã và đang hành hạ và cấu xé dân tộc, đất nước chúng tôi bấy lâu nay. Đây là một sự cảnh báo để cho quý vị có thể học để mà suy gẫm. Và tôi nói đây là nói bằng tình thương yêu, bởi vì tôi thương quý vị, tôi được sự vụ lệnh của Thượng Đế Toàn Năng giáng lâm trở lại quả địa cầu một lần nữa để nhắc nhở cho quý vị lần sau cùng, ngõ hầu quý vị có thể được cứu rỗi. Và tôi cho quý vị biết hình ảnh này hiện ra vào ngày 1 tháng 1 năm 2011. Rồi 10 ngày sau đó thì động đất tsunami xảy ra tại Sendai. Và đó chỉ là giao khởi thôi. Nhưng mà cái trận này nè sẽ kinh hoàng gấp triệu lần trận Sendai. Tôi cho quý vị biết luôn, cái trận này sẽ xảy ra trong những ngày tháng năm sắp tới. Ở tại những đất nước và dân tộc nào không thật sự sám hối thì sẽ gặp tai nạn này. Quỷ Satan nó sẽ bắt, cũng như nó nhận chìm dân tộc và đất nước đó xuống lòng đất và xuống đáy biển. Thì trong hình ảnh này quý vị thấy, đương nhiên cái này tôi làm hình màu đậm hơn để cho quý vị biết, có thể nhận xét chi tiết rõ ràng hơn. Nhưng mà một lần nữa tôi cho quý vị coi hình gốc như thế nào. Và đây là hình gốc để cho quý vị so sánh. Và đương nhiên cái phần chương trình ngày hôm nay thì Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, đồng thời những tay cộng sản nằm vùng ở tại On Cao Ti, cũng như những tay cộng sản Tàu Cộng, Trung Cộng nằm vùng ở tại On Cao Ti, quý vị có bổn phận gấp rút thông báo cho những nhà lãnh đạo Trung Cộng, Tàu Cộng biết gấp. Xi Jinping cái gì quý vị đã cần phải biết gấp về những trường hợp này, cũng như quý vị Việt Cộng nằm vùng đó, thông báo cho Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị ở tại đất nước biết gấp. Và nếu quý vị chậm trễ, quý vị sẽ bị thần chết ở cõi siêu nhiên, sẽ cướp mất linh hồn của quý vị trong những ngày sắp tới. Nhớ những gì tôi nhắc nhở, đây là thiên điển của Thượng Đế bảo tôi nói, bởi vì thời giờ của quý vị hết rồi. Và đây là hình gốc. Và hình ảnh này đã được đăng trên một tờ báo đã từng khinh bỉ Thiên Chúa Giêsu, cũng như tờ báo này đã từng khinh bỉ việc làm của chúng tôi, việc làm thánh giống. Nhưng mà sau này thì một số người trong ban biên tập, phải nói hầu hết những người trong ban biên tập đã sám hối và đã nhận lỗi. Và tôi yêu cầu đăng những hình ảnh này. Và những người đó đã chứng giám, cũng như đồng bào đã chứng giám những hình ảnh này đã hiện ra ngày đầu năm. Tuy nhiên, vì sự xúc phạm của những người đó, của tờ báo đó, chủ tờ báo đó, tức là đã làm việc, tức là làm việc cho bọn Việt Giang, bọn Tạo Cộng và bọn Việt Cộng, thành ra họ đã bị cha trời Thượng Đế Toàn Năng trừng phạt. Giờ đây tờ báo của họ đã bị đóng cửa vĩnh viễn. Và một số người trong chủ chốt trong những việc làm ác độc đó, khinh khi Thiên Chúa Giêsu, nhục mạ việc làm thánh giống, giờ đây họ đã bị trừng trị, bởi vì họ đã cố chấp kiêu ngạo. Một số họ, những người đó chưa thật sự sám hối, thành ra họ đã bị trừng trị. Giờ đây họ đã gặp những đại nạn vô cùng khủng khiếp. Và đây, cái hình gốc đây. Còn hình bên đây là cái hình tôi làm màu đậm hơn. Còn đây là hình mặt tôi làm lớn hơn. Đây, Tàu Cộng, Trung Cộng, Nga Xô, Bắc Hàn đã bị bọn quỷ Satan nuốt linh hồn rồi. Vâng, thì tôi làm việc là nó có sách là mách có chứng đó. Và tôi cũng cho quý vị biết là hình ảnh của quỷ Satan, quỷ mãng xà, thiên thần Lucifer hiện ra trên mây. Chúng đã bị đuổi ra khỏi thiên đàng và chúng xa xuống quả địa cầu hằng hà sa số. Và chúng đã biến thành quỷ Satan. Và chúng đang ở khắp quả địa cầu để tìm cách bắt linh hồn những ai yếu đuối,
tức là những người nào mà không sám hối và mau mau cậy trông vào Thiên Chúa Giêsu gấp, thì những người đó chắc chắn đã và đang và sẽ bị quỷ Satan bắt làm nô lệ. Đồng bào thấy hình ảnh này rất là khủng khiếp và kinh hoàng. Hãy nhìn kỹ đi, dứt chắc đây là hình con rắn mà xuống quả địa cầu rồi là thành quỷ Satan. Chúng nó đang đứng sau lưng tôi, thì có nghĩa rằng là chúng nó đang ở đằng sau lưng quý vị nhân loại. Tất cả đang bị chúng nó rình rập và tìm cách để bắt giữ linh hồn của chúng ta. Vì thế chúng ta hãy sốt sắng sám hối và cậy trông vào Thiên Chúa Giêsu ngay tức khắc kể từ ngày hôm nay. Và thưa quý vị, tôi cho quý vị biết luôn, quý vị phải thông báo cho nhà lãnh đạo Trung Cộng, Tạo Cộng, cũng như thông báo cho nhà lãnh đạo Cộng sản ở Việt Nam gấp. Đứa nào mà chậm trễ là chết. Ta nói trước cho các ngươi, tại vì ta thương các ngươi chứ ta không ghét ngươi đó. Để sau này các ngươi khỏi trách móc tại sao Thánh Gióng không có cho quý vị biết. Thánh Gióng đã nói nhiều lần rồi, mà Thánh Gióng sẽ tiếp tục nói. Cho đến khi nào Thánh Gióng mệt quá rồi, Thánh Gióng không còn sức thì nói về phần này nữa thì thôi. Nhưng mà bây giờ còn nói được thì nói. Và đây chúng ta thấy gì đây? Chúng ta thấy hình ảnh rất rõ ràng. Đây không phải là chuyện đùa. Đây không ai rảnh mà đùa mấy chuyện này. Vâng, thưa quý vị và thưa đồng bào quý mến, hình ảnh này nè là nói về vùng Đông Nam Á, Đông Nam và Bắc Á, tức là miền Đông Bắc Nam Á Châu và Nam Á Châu. Ở đây có Nga Sô, đây là thấy nè, cái đầu quỷ nè, cái này là rồng đen, rồng này là rồng quỷ nè, hồi đầu rồng quỷ đó. Mặt quỷ chứ không phải rồng đâu, này là mặt quỷ nè, hai mắt nè, cái đầu nè. Đây ở đây là Nga Sô, vùng đất Nga Sô này nè. Đây là vùng đất Tạo Cộng, Trung Cộng á. Thấy con mắt con quỷ không? Mặt đó nè, mắt mũi miệng nè. Đây là Bắc Hàn, đây dưới này Nam Hàn, bên đây là Nhật Bản, đây là Phi Malaysia, bên đây là India rồi Burma, Lào, Cambodia, Thái Lan, rồi Việt Nam chúng ta ở dưới này. Cái vùng này hầu hết sẽ bị nhận chìm xuống đáy biển khi mà cơ tận thế xảy ra. Và cách duy nhất để tránh tình trạng này là nhân loại ở vùng này phải sám hối gấp. Và lời cảnh báo này đã nhắc nhở cho tất cả các quốc gia trên thế giới luôn. Những đất nước và dân tộc nào, những đất nước và dân tộc tộc nào không thực sự sám hối thì sẽ bị nhận chìm xuống đáy biển, cũng như trường hợp hình ảnh này hiện ra trên mây. Và đặc biệt ở vùng này á, khi mà nói thẳng ra đó, nếu mà không sám hối kịp lúc đó, thì chuyện gì sẽ ra trong những ngày tháng năm sắp tới đó. Khi mà tai biến sẽ bắt đầu xảy ra đó, là người dân sẽ nổi dậy và sẽ tiêu diệt tất cả những nhà lãnh đạo ở vùng này, tức là những người cộng sản cầm đầu hay là cái đám mà giàu có tham nhũng hối lộ hống hách đồ đó, công an công yến này các cái này kia rồi là bị người dân sẽ nổi dậy giết hết. Nhưng mà cái đó là một cái phải nói là vô cùng đau buồn, bởi vì nếu họ sám hối không kịp lúc, bởi vì sau khi họ chết rồi họ sẽ bị nhốt chung với quỷ Satan, bởi vì nó sẵn sàng nuốt mà, tức là sám hối không kịp vẫn tiếp tục làm việc ác độc, thì đúng một cái khi sự việc xảy ra những người đó sẽ bị giết, rồi sau đó linh hồn sẽ bị nhốt chung với quỷ Satan. Nói riêng ở tại đất nước Việt cũng như tôi, trong những ngày tháng tới tôi sẽ can ngăn, và tôi cũng can ngăn tất cả những người dân hãy ráng dằn cơn giận mình xuống, đừng có giết chóc ai hết á. Thì tôi đã và đang và sẽ can ngăn, nhưng mà sẽ có một số sẽ bị giết là bởi vì cái sự uất ức của người dân đó,
họ cầm không được, họ dặn không được. Có một số người họ dặn được, họ sẽ tiêu diệt, họ giết những người cầm đầu cộng sản hay là những người mà công an hung dữ ác độc, hay là những bọn mà giàu có mà hung dữ mà hống hách này kia rồi các cái là sẽ bị người dân giết. Vâng, thưa đồng bào thân mến, là cái hình ảnh cảnh báo này còn nói cho cảnh báo cho tất cả nhân loại trên thế giới, tất cả các quốc gia trên thế giới, chứ không riêng gì một đất nước, một giống dân nào. Có nghĩa rằng là cảnh báo tất cả các nơi trên thế giới, từ Vatican cho đến Mỹ, cho đến Pháp, đến Úc Châu, đến Á Châu, đến Phi Châu, rồi đến Nam Mỹ, rồi đến vân vân. Tức là cái hình ảnh này là cảnh báo cho tất cả các quốc gia trên thế giới, và đương nhiên cảnh cáo cho tất cả mỗi người chúng ta. Vâng, kính thưa đồng bào thân mến, khi mà Thánh Gióng mệt mà nói chuyện trầm, mà đôi khi mệt quá cũng nói chuyện giọng máy chút xíu cho đỡ mệt đó mà. Nhưng mà thưa đồng bào quý mến, thì Thánh Gióng chúng tôi liên lỉ làm việc bởi vì lệnh của Thượng Đế đó. Thành ra chúng tôi ước ao đồng bào Việt Nam chúng ta đồng hành với chúng tôi gấp để chúng ta phân chia công việc ra cho công việc nó thành công mỹ mãn. Bởi vì tất cả nhân loại cần được sự hướng dẫn của chúng ta. Tôi nhắc nhở một lần nữa, hỡi đồng bào dân tộc Việt Nam rất là quý mến của chúng ta, Thánh Gióng chúng tôi kêu gọi thành khẩn toàn thể đồng bào hãy mau mắn tỏ thiện chí, sám hối, rồi quyết định gấp rút đồng hành cùng chúng tôi làm việc, thông báo những tin mừng vĩ đại này đến cho tất cả nhân loại được biết. Ngõ hầu nhờ đó mà nhân loại nhiều người được cứu rỗi. Vì đây là thời mạt kiếp đang chuyển vào thời thánh đức. Đó là lý do tại sao những phép lạ vĩ đại này đã hiện ra trên mây. Thì kính thưa đồng bào, Thánh Gióng chúng tôi đã liên lỉ làm việc, đồng bào biết rồi. Chúng tôi đã làm thế cho đồng bào nhiều lắm. Thì với tư cách là minh vương nước Việt, vua nước Việt đó, mà vua này là vua phục vụ cho người khác chứ không phải chờ người khác phục vụ cho mình. Vua thế gian là chờ người khác phục vụ cho mình. Thí dụ như mấy cái đứa mà đạo đức giả thì nó lường gạt người ta, mặc áo nhà tu vô rồi nó lường gạt người ta, nó chờ người ta phục vụ cho nó. Thì cái bọn này trước sau gì cũng sẽ bị nhốt chung với quỷ Satan nếu mà chúng nó sám hối không kịp lúc. Thì cũng như tất cả những kẻ giàu có hung dữ ác độc cũng đều sẽ bị trừng phạt như thế. Còn tôi thì chúng tôi là vua phục vụ mà nhận lệnh của Thượng Đế đến để phục vụ. Thành ra chúng tôi cực nhọc lắm, chúng tôi không có chờ người khác cung phụng cho mình gì đó. Chúng tôi chỉ nhắc nhở đồng bào là làm bổn phận của mình, tức là làm việc phục vụ như tôi đang làm nè. Để làm chi? Để quý vị sau này sẽ hãnh diện lắm. Và rồi quý vị sẽ vui mừng, vui lòng, ấm áp, cảm thấy hạnh phúc lắm khi mà quý vị biết được quý vị có thể cứu được nhiều người nhờ những phép lạ này, cảnh báo họ, dùng những phép lạ này cảnh báo họ, để rồi nhiều người sẽ được cứu rỗi. Đồng bào quý vị có biết là niềm vui đó đồng tiền mua không được, chức phận mua không được đâu. Bởi vì niềm vui đó là nằm trong lòng của chúng ta, sẽ ở cùng chúng ta mãi mãi đời đời kiếp kiếp, và chúng ta được Thượng Đế chứng giám là của chúng ta, không bao giờ bị mất. Và quý vị có biết là khi mà chúng ta giúp một người khác sám hối, linh hồn họ được cứu rỗi, thì cả vũ trụ này vui mừng, chứ không phải chỉ có một mình vui mừng, hay là người đó vui mừng, hay là một gia đình người đó vui mừng. Mà khi một linh hồn được cứu thì cả vũ trụ vui mừng.
Vâng, thưa đồng bào thân mến. Vâng, thưa quý vị, để đúc kết phần này thì tôi một lần nữa thành khẩn, trân trọng và vô cùng quý mến và thương yêu quý vị. Nhắc nhở cho quý vị được biết là những người cộng sản ở Việt Nam hãy mau mắn thông báo publicly liên lạc với tôi để trao trả quyền lãnh đạo đất nước do chính tôi cùng đồng bào đảm đang việc nước. Gấp, không được phép chậm trễ nữa. Và phần nhắn nhủ cho những người tạo cộng trung cộng, các người phải tuân hành những gì mà tôi vừa cảnh báo cho quý vị trong tình thương yêu. Ở đây chúng tôi không có nói chuyện hận thù ở đây, bởi vì chúng tôi làm việc theo ý của cha trời Thượng Đế Toàn Năng. Phụ cứu giúp quý vị để quý vị khỏi bị bọn quỷ sa tăng này nuốt chửng gia đình và con cái cháu chắt quý vị nhiều đời nhiều kiếp vô cùng kinh hoàng và khủng khiếp, khốc liệt, ghê rợn, đau khổ. Lời nhắn nhủ này cho Đảng Cộng sản ở Việt Nam và cho tất cả những thằng công an hống hách, cũng như cho tất cả những kẻ giàu có hung dữ ác độc, và cũng như cho tất cả những đứa tạo cộng và trung cộng hống hách, hung dữ ác độc, và cũng như cho tất cả đồng bào nhân loại, những ai đã và đang hung dữ ác độc và hống hách, hãy mau mau sám hối gấp, kẻo sẽ bị quỷ sa tăng nuốt chửng vô cùng khủng khiếp, sầu muộn, đau khổ, khốc liệt, kinh hoàng, dơ dãi, bẩn thỉu, ghê rợn, nhiều ngàn năm, vô cùng khủng khiếp. Một lần nữa, Thánh Giống chúng tôi thành thật cảm ơn toàn thể đồng bào, nhân loại chúng ta nói chung và đặc biệt ưu ái cho dân tộc Việt Nam chúng ta nói riêng. Hãy mau mắn đồng hành cùng Thánh Giống chúng tôi để làm việc. Chúng ta cần có ngân sách để làm việc. Chúng ta còn cần có nhân lực, tâm lực, tài lực, trí lực, dũng lực, bi lực và ngân sách để làm việc thông báo những tin mừng vĩ đại này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp.